Thưa quý vị, theo kế hoạch của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thì ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10 là ngày cuối cùng của đợt xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình lần thứ 2 trên địa bàn thành phố. Công tác tổ chức xét nghiệm được các địa phương triển khai chặt chẽ với sự đồng thuận lớn từ người dân nhằm kiểm soát chặt dịch bệnh trong trạng thái mới. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Rút kinh nghiệm trong những lần xét nghiệm đại diện hộ gia đình trước, ngay khi có kế hoạch, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường Nam đã chỉ đạo xuống các tổ dân phố để tuyên truyền vận động người dân từ sớm. Do địa bàn rộng, dân cư phức tạp nên công tác lấy mẫu được tổ chức cuốn chiếu theo từng khu dân cư, chia làm 2 buổi một ngày. Người dân cũng đến đúng theo từng khung giờ được chỉ định nên đảm bảo giãn cách an toàn, hạn chế tối đa việc tiếp xúc tụ tập. Đối với địa phương thì các tổ xét nghiệm liên hệ với lại các tổ dân phố theo cái lịch xét nghiệm của phường đưa ra để mà nhắc nhở các tổ dân phố về cái số lượng phân bổ theo là phân bổ rồi cái cách mà mình phân phiếu xét nghiệm như thế nào, mỗi hộ gia đình phiếu phát là mỗi hộ gia đình cách nhau đó, để mà mình có thể lấy được cái tỷ lệ cũng như là cái kết quả xét nghiệm là tốt nhất. Thì hiện nay thì phương án tổ chức thực hiện xét nghiệm đối với địa bàn Hòa Cường Nam cũng như các cái đơn vị theo kế hoạch 164 đó là chúng tôi tổ chức thực hiện xét nghiệm theo tổ dân phố khu dân cư, xét nghiệm cuốn chiếu thì xong khu vực nào thì dứt điểm khu vực đó để có thể đánh giá được nguy cơ dịch bệnh nếu có, và từ cái kết quả xét nghiệm chúng tôi cũng sẽ xây dựng phương án phòng chống dịch phù hợp trong thời gian đấy. Từng là địa phương có nguy cơ rất cao nhưng nhờ siết chặt công tác xét nghiệm, phường Hòa Cường Nam nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và trở thành địa phương thứ tư của quận Hải Châu được công nhận là vùng xanh. Hiện thành phố đang trong trạng thái mới, người dân địa phương vẫn đồng lòng và ủng hộ việc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay nó là dịch đã đi vào nó là ổn định. Tuy nhiên nó là chúng tôi là với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường thì chúng tôi cũng là luôn luôn tuyên truyền nhân dân chú ý công tác là phòng chống dịch để đảm bảo là trong những cái thời gian tiếp theo. Ví dụ như hôm nay nó là mặc dù là tình hình ổn định rồi nhưng mà chúng tôi cũng vẫn thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường, thì chúng tôi cũng tiến hành là gửi kêu gọi bà con nhân dân là đi xét nghiệm COVID trong thời gian vừa qua. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong 3 tháng cuối năm nay, đối với khu vực phong tỏa sẽ lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần. Nếu 14 ngày liên tiếp không phát hiện ca F0 thì lấy mẫu gộp 10 theo hộ gia đình để giải phóng khu vực phong tỏa. Còn với người dân ngoài khu vực phong tỏa, trong tháng 10 sẽ tiếp tục xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình với tần suất 14 ngày một lần. Qua tháng 11 sẽ giảm tần suất còn 1 tháng một lần.